con bé cũng đang bảo cô tất từ lúc nào. Đừng quả em bảo cô tất không? Thì con sẽ cùng chơi với các bạn nhỏ. Bây giờ cha hoặc mẹ dẫn tức là cùng con và cha hoặc mẹ mình tham gia một trò chơi. Cặp đôi nào chơi trò chơi thì xin mời xung phong. Chúng ta ai? Xin mời xung phong. Ai? Bây giờ xin khoan. Bây giờ phụ huynh đi, phụ huynh giơ tay đi. Bây giờ phụ huynh nào muốn tham gia cùng con mình thì xin mời giơ tay. Ai xin mời nào? Để các con mà các con về với con thiên ba mẹ cho đi. Đó về với ba mẹ. Ba mẹ mình đâu? Phải không? Về với ba cho chắc tay con lên. Ừ, chắc lên. Còn ai nào? Mẹ con không? Không, về chắc tay con lên. Mẹ con hồng ý, con luôn. Trời. Rồi, cho hai các con chơi thổ luôn. Rồi, tập đấu đâu nè. Xin mời. Rồi, xin mời chị Dung. Rồi, bạn... Rồi, chị Dung sẽ chơi với bạn con. Rồi, chị Dung nghe quá, chưa biết chơi trò gì mà. Rồi, ai thế nào? Cặp đôi nào thế nào? Rồi, thêm một cặp đôi nữa là ba Hưng. Rồi, hai cặp. Ai nào? Rồi, mẹ cậu có lại bé Quân. Rồi, ngồi trong chơi luôn. Rồi, mẹ Trang, Phi. Rồi, mẹ Nguyên. Rồi, đủ bao nhiêu cặp chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ba Phong. Rồi, mẹ bốn luôn. Rồi thôi, chúng ta sẽ cho này mình chơi bao nhiêu được rồi. Ok, bao nhiêu chơi là hai lượt, rồi bây giờ xin mời bộ phận hỗ trợ trò chơi mang bóng và rổ ra giùm mình. Mang bóng và rổ ra giùm. Rồi xin mời mình cắt từ bên này đi. Bên này cắt qua đây. Rồi cắt rổ đây. Rồi xin mời hai mẹ con cám chơi trước đi. Rồi bây giờ mẹ sẽ cầm rổ nha. Rồi con sẽ ném, mẹ sẽ ngồi trên cái bục đó. Rồi mỗi một gia đình sẽ được 10 trái banh nha. Mười trái banh như vậy. Rồi bây giờ mẹ ơi sẽ là giỏi lắm, giỏi làm sao mà ở trên này mẹ hứng được trái banh thì là thắng nha. Được chưa? Không, tức là ngồi một chỗ chỉ được duy trì rổ thôi, nhưng mà phải ngồi chỗ. Mẹ ơi mẹ ngồi khép lại đi, mẹ ngồi tướng xấu quá mẹ. Rồi, điệu lên, sáng chẳng lên. Rồi không, phải đổ tiếp được. Rồi, bắt đầu nha, thử nha, chúng ta thử. Rồi, thử đi, mời trái nha. Hey, cái này không tính nha. Tôi lấy người là không tính. Rồi, thấy chưa? Rồi, lấy cái này ra. Thôi rồi, để chung luôn. Rồi, cho tiếp theo. Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu luật chơi rồi đúng không ạ? Rồi, xin mời bốn gia đình đầu tiên. Rồi vậy thì đứng ngang đi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đứng ngang đây đi. Cho mọi người mình tham gia cho quan sát được luôn. Rồi, xin mời mẹ Dung đứng đây. Xin mời mẹ Nguyên đứng đây. Rồi xin mời Ba Phong và Ba Hưng. Rồi bốn cặp đôi này sẽ chơi trước nha. Rồi đứng ngang đây. Rồi. Nghe nè. Rồi. Quay lại đây. Rồi xin mời bác rổ đây ạ. Rồi, các con xin lùi bên kia, Rồi. Rồi. Chúng ta không được di chuyển khỏi chỗ nha. Rồi. Trời, chỗ này không biết vô đâu. Rồi. Rồi, xin mời. Rồi bây giờ các bạn nhỏ lùi về phía bên này, các bạn nhỏ mà có mẹ mình thi á, ba mẹ mình thi á, lùi về phía bên này.
Rồi bên này, đứng bên đây nè, đứng đây cho anh nè. Đứng đây cho anh. Rồi, mình lùi xuống sốt, mình lùi sốt. Rồi, mình lùi xuống chưa? Rồi, xin mời 4 nhân vật cổ tích mỗi người đeo cầm 10 trái đi theo các em và hướng dẫn các em nha. Rồi. Con gì đây, con gì đây? Rồi, con gì đây? Rồi. Rồi, con gì đây, con gì đây? Con chưa không? Rồi. Rồi chưa? Con biết được chơi chưa? Rồi rồi, con đứng bên này, đứng bên này. Rồi, bắt đầu. Xin mời phát banh, phát banh. Không nha. Không, không phải đứng đây, đứng lùi xuống. Rồi, xin mời ở dưới tất cả các quý vị cùng cổ vũ cho các gia đình nha. Rồi đúng đây à. Đi dọc đi, đi dọc đi, vừa.
xin mời các bạn nhỏ mình đã có quà rồi, mình quay về chỗ ngồi ổn định nào để chúng ta chơi trò chơi tiếp theo nào. Trò chơi này rất là vui. Rồi có về chỗ đi, cùng ngồi là chút xong rồi lại. Rồi mời mấy bé, mời mấy chỗ ngồi đi. Rồi, lát rồi chị ơi. Rồi xin mời năm anh chị nào ra hỗ trợ cho chơi này. Năm anh chị đứng ở dưới hỗ trợ cho chơi này. Rồi bây giờ sẽ chơi một trò chơi tiếp theo. Trò chơi này sẽ mình sẽ chơi mẫu trước nha. Rồi xong rồi mình sẽ được phát 10 cái lá nha. 10 cái lá như vậy, cái mình để vào trong chân mình kẹp như vậy. Mình di chuyển về hướng cái này rồi, bạn nào chơi đâu đây? Anh sẽ mời bạn nào ngồi ở dưới, chứ không mời bạn nào ở dưới này hết. Sẽ mời bạn nào đang ngồi ở dưới thôi, ngồi ở dưới ghế và đừng mời lên thôi. Bạn nào phải ngồi về ghế đi rồi mình mới mời lên. Ai muốn chơi thì về ghế ngồi, xong rồi anh sẽ mời lên, ok? Rồi chưa? Bây giờ lại bạn nào chưa chơi? Bạn nào ấy chưa chơi chơi kia. Rồi, mời bạn áo trắng. Rồi, một bạn. Rồi, mời bạn áo trắng luôn, hai bạn. Rồi, mời Doraemon. Rồi, cùng anh chơi được hai nha. Rồi, anh chơi được hai đi. Rồi, mời Sơn. Nhiều quá. Có chơi được chỗ này không? Thôi bây giờ về chỗ đi. Rồi, ai muốn chơi phải về chỗ ngồi. Về chỗ ngồi. Mình sẽ chơi được rất là nhiều lần. Mình chơi được nhiều lần lắm. Rồi, được chưa? Rồi, mời bạn Doraemon ở đây. Được mấy bạn rồi. 4 chưa? Rồi, ai nữa? Rồi, mời con mua cơm. Được chưa? Rồi. 2, 4, 5, 5. Rồi, được chưa? Rồi, các bạn nhớ rổ của mình nha. Mỗi bạn sẽ được 5 lá thôi. 5 lá duy nhất, bạn nào mà di chuyển 5 lá xong trước nhất là bạn thắng, ok? Mỗi bạn xin mời các anh chị hỗ trợ mình, mỗi một người hỗ trợ một bạn đi ạ. Mình chạy tí xong một lần quay lại phát một thêm lá nữa, phát một lá thôi rồi xong rồi xong quay về. Giờ đầu tiên là bạn tên gì? Rồi bạn đưa cái món gì? Thôi. Rồi bạn thứ ba? Nào. Rồi bạn thứ tư? Phú Hoàng. Rồi bạn áo đỏ. Rồi, có đó hả? Đó đủ rồi không? Được không? 2, 4, 6, 7, ok, được chưa? Rồi, mời bạn nhỏ, rồi được chưa? Rồi, xin mời âm nhạc. Rồi, xin mời các anh chị hỗ trợ, mình hướng dẫn các em mà không chơi á, qua một bên đứng một khu vũ phía ngoài. Không được dùng tay. Hay quá. Tới kéo cái gỗ lại.
rồi, rớt lá rồi, rớt lá rồi, ba lá rồi, ba lá rồi. Rồi, trò chơi kết thúc nha. Rồi, xin mời tổ trọng tài mình ra mình tổng kết lại nha. Mời xin mời xin mời xin mời xin rồi, xin mời tổng kết đi. Bây giờ chúng ta nhận quà nha. Bây giờ bạn nào mình năm lá nào. Rồi, bây giờ tất cả các bạn nào về vừa qua.